Hello, welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Yên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương. Chúng ta sẽ cùng nghe tâm sự của những anh chị cô đơn muốn tìm một nửa của mình. Và sẵn đây Yên Quỳnh cũng xin nhắc nhở với các anh chị rằng chương trình Kết Nối Yêu Thương của Yên Quỳnh mở ra là nhằm tạo điều kiện cho những anh chị cô đơn dễ dàng tìm kiếm với nhau. Tuy nhiên, mỗi người tham gia chương trình Kết Nối Yêu Thương cần làm một video giới thiệu về bản thân của mình. Và khi đối phương xem video, nếu mà đối phương ok, đồng ý thì hai anh chị sẽ gặp nhau và cả hai sẽ cho nhau số điện thoại trong lần nói chuyện trực tiếp FaceTime với nhau. Chứ Uyên Quỳnh hoàn toàn không cho ai số phone điện thoại hết. Và Uyên Quỳnh cũng không chọn người này cho người kia, mà các bạn phải tự tìm nhau, tự lựa chọn nhau nhé. Nào bây giờ chúng ta sẽ đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay. Dạ, trước tiên là em xin chào chị ha. Chị chào em. Chào em và cộng đồng mạng. Chị nhớ nói chuyện lắm em ơi, chị biết nói chuyện. Chào em với nhóm giao lưu kết nối tình thương. Chị có thể cho em biết chị tên gì và chị giới thiệu lý lịch bản thân mình ha. Nè, chị tên Thu Giang. Năm nay 56 tuổi. Chị cũng qua đây rất là buồn, hoàn cảnh đơn chiếc, con cái thì nó cũng bạc bẽo. Chị cũng nhờ em giới thiệu cho chị bạn bè tốt để được làm người bạn tri kỷ, để tâm sự đồ khi buồn vui trong cuộc đời. Mong muốn từ mình chị đây là cái gì ông xã cũng gần 20 năm rồi, cứ đương đầu ra làm là ăn, không nghĩ tới cái bản thân mình, rồi bây giờ lớn tuổi hết làm rồi cảm thấy mình nó cô đơn, tóc trải nó cũng buồn. Rồi chị qua Mỹ bao lâu rồi? Sao em? Chị qua Mỹ bao lâu rồi? Chị qua Mỹ là định qua thăm con 2 tháng về, bây giờ kẹt dịch tới ở tới 7 tháng rồi. Gần 7 tháng rồi mà chị... Buồn quá à, không có quen biết ai trơn. Sống ở 4 bức tường, 6-7 tháng này lên quanh trong nhà này nè. Rồi chị còn qua cái... có visa du lịch thôi chứ không phải là định cư phải không? Còn nếu mà gặp được người bạn tốt thì mình ở cũng được. Tại chị có thể xanh rồi mà. Ờ, chị có thể xanh rồi. Ừ, nhưng mà buồn, buồn không có ai, buồn quá rồi con cái nó cũng hơi khác với mình á, cảm thấy cô đơn mấy không? Dạ. Chị ở Việt Nam là chị ở đâu? Ở Việt Nam Sài Gòn quận 10. Dạ. Phường 2 quận 10 gần Sài Gòn, ở Sài Gòn gần chỗ bệnh viện Hòa Hảo. Trung tâm chỗ chị trung tâm tốt lắm. Dạ. Đi quận nào cũng gần hết á, cũng tiện hết á. Rồi hồi xưa ở Việt Nam là chị làm công việc gì? Chị làm bên thẩm mỹ sắc đẹp phụ nữ, trang điểm cô dâu cho thuê đồ cưới rồi ra em. Dạ. Rồi cứ từ ngày con gái chị nó qua, nó có chồng qua đây, chị đương chiếc quá rồi nó lãnh chị nữa, thì thôi chị cũng dẹp, không có làm nữa. Rồi làm qua bên nhà đốc đồ lai rai chơi, cũng thành đạt, cũng nói đúng là cũng cái máu thích nhà đó. Yeah. Xong rồi chuyển qua bên nhà đó mua mấy nhà nhỏ nhỏ sửa bán rồi vậy đó em. Bây giờ hết làm rồi chị vốn rồi chắc con qua đi cho nó mua nhà rồi nó ở, cũng hết vốn à, còn cái nhà bên đó khi mình đi về mình ở thôi. Tập trung vô màn hình nha chị. À, tập trung vô màn hình. Yeah. Rồi à, chị có mấy người con? Chị 4 đứa, một gái bên đây, 3 trai bên đó. Mà mấy đứa con chị nó hiền lắm, mấy đứa trai nó hiền lắm. Con mình con nhỏ bên đây, lành đâu. Nó nói thôi. Mà đúng là cuộc sống chị từ hồi nhỏ từ lớn vất vả nhiều lắm em ạ. Bị như kể như là người cái cuộn mà bên dòng sông Trẹm Tiêu Thiết, người ta có 3 tập chị 10 tập chưa hết. Cha mẹ chết số
chị cũng giống như là giống như bây đời nay là chị bị hủy bỏ rồi đó, không được nhờ phước chồng cũng không được nhờ phước con, lo nhà lo cửa cho tụi nó mỗi đứa một căn, sự nghiệp lo đầy đủ xong rồi của con nó cũng chẳng có biết tới gì mình hết trơn, buồn. Ở bên Mỹ cũng buồn, về Việt Nam cũng buồn, con cái nó cũng như nó không có tử tế với mình, biết không? Bà khéo nó lạnh nhạt với mình, như chị cũng có phước nhờ chồng con cũng đều vô phước hết. Buồn nói cũng đơn giản thôi chứ cũng không muốn nói nhiều, con cái nó biết được cũng không có hay, chị nói vậy á. Thì chị mong mỏi giờ tuổi này chị mong mỏi có một người bạn tốt, chị không cần chị không cần đôi gì chứ một người, nhưng mà cái đầu phải hơn chị, nghèo cái gì kể chị chịu hết á, mà cái đầu phải hơn chị, cái phải thông minh thế, chứ mà đủ về mệt mình lắm. Cái chồng mà cứ để chị mình chỉ dẫn biết được cũng mệt thôi, ở với cha đó. Còn nghèo tiền nghèo bạc cái gì chị cũng chịu hết á, phải thông minh một tí, hơn cái đầu chị một chút là được, giàu cái đầu được rồi. Mà phải biết sống thương yêu vợ con, phải có cái tâm biết sống chứ đừng câu gái mâu gái. Mà chị dự định là sau dịch là chị về Việt Nam chị sống hả? Dịch rồi chị cũng chỉ đi qua đi lại thôi, tại vì chị giữ cây xanh chứ để bị hủy á, cũng phải về đi qua đi lại cũng 5 lần rồi. Yeah. Chị tiền bạc đồ hy sinh cho con ghê lắm, đứa nào cũng lo nguyện toàn trong đó hết trơn rồi, bây giờ cũng chưa vừa lòng nó nữa, chị không biết sao. Nhà cửa đứa nào cũng một căn lo trơn, có người vợ nào mà đơn thân mà gần 20 năm trời mà lo con cái từ bến không, có người nào như vậy như chị không? Chị nói thật luôn á, quá trời ai cũng đề cao chị là quá giỏi mà chị được con cái nó không biết thương mình, bạc béo đứa nào cũng vậy. Bây giờ nó biết chị qua đây à, 6-7 tháng trời không một cú điện thoại thăm chị, lúc bị con gái bên này, lúc mấy thằng đó mình lo dịch vụ bên đó con cái ra sao mình lo ghê lắm, mình lo không biết con cái dịch bên đó ra sao, ăn uống sống là sao, lo hỏi thăm nó, hỏi gọi hoài nó không bắt máy, gọi riết rồi nó bắt máy lên chút xíu à, mình nói không hết lời nó cụp mất, nó không bao giờ gọi mình cho đứa nào vậy đâu. Chị nhưng mà bây giờ ở Việt Nam á, bây giờ ở Việt Nam chị còn nhà cửa ở Việt Nam không? Còn em còn cái nhà ở, còn cái nhà chị giờ thằng Út mình đi, chị đi nó ở nó coi nhà cho chị đó, dù chị về chị ở đó. Con Út của chị có gia đình chưa? Chưa, nay giờ nó 29 tuổi rồi, chị cũng mong cho nó lập gia đình, chưa có người nó vừa ý. Rồi khi chị quay về Việt Nam á, là chị còn làm công việc gì không hay là chị không có làm việc gì hết? Có chị về thì cái việc nhà đất của chị nó dính líu rồi em, dính líu phải giải quyết cho nó xong cho hết cho rồi. Giờ cuộc sống chị thì cũng tạm ổn định cho cái phòng đó cơ. Dạ. Cũng được 10 phòng, sống cũng được. Rồi bây giờ ở bên đây á, là chị cũng không có làm gì hết mấy tháng rồi? Không, đúng rồi, không làm gì hết, giống như là cứ chờ hết dịch về thôi. Tại vì cứ lỡ cỡ gì rồi ai mà mướn, thứ nhất, thứ nhì chị cũng không biết lái xe, không biết tiếng Anh, không biết đường đi. Giống như ở trong chuồng vậy thôi. Cứ nghĩ là về thành ra không quan tâm lắm, cái trong về thôi à, hết dịch về giải quyết ba công việc ở Việt Nam rồi cuộc đời đưa đẩy đâu đó, chứ còn chị cũng không, mình cũng tính được khi ở Mỹ mà gặp người tốt mình ở được mình cũng ở Việt Nam, ở đâu cũng được, nghĩa là cũng có cái niềm vui à,
Cái giờ buồn quá, sức buồn em ơi. Lớn tuổi thường, thông thường lớn tuổi qua bên Mỹ này rất là buồn. À. Có mấy người lên mạng kết nối em, mấy ông Việt Nam á. Dạ. Lên kết nối rồi ông mới chỉ chứ ông nói giờ em buồn em lên trên này nó vui chỉ gì đâu biết. Dạ. Ông tinh thần á, thằng cha đó theo chị đó, theo chị trên mạng là một năm trời yêu em trời em về yêu vậy đó, nói cái miệng chưa có gặp mặt chứ mà ngày nhắn tin gọi em biết yêu em trời em về vậy mà lên trên mạng chị vô tình chị bật ra thấy chị thấy cha tối cho nó buồn quá chơi vui chứ chắc gì ai ta chịu mình. Có một cặp rồi thành rồi nó cũng tan đó, cặp gì mà đẹp cái ông mà làm máy bay phi trường đó đó, ông kể ông đây đó chịu rồi đó rồi ưng nhau chút xíu thời gian ngắn được tan rã nó vui chơi thôi chứ chắc gì được đâu nói vậy. Cái đó là cũng là một cái điểm mà mình một cái người đàn ông không có thấy hay rồi thôi. Cái gì phải tìm hiểu kỹ càng. Nhưng mà dù sao chị lên đây á, thì người ta muốn làm quen với chị thì người ta cũng mà có một ý định đàng hoàng khi mà người ta muốn làm quen với chị. Có thể là trong thời gian tìm hiểu có những điều không phù hợp với nhau thì họ chia tay nhau. Nhưng mà bước đầu họ muốn đến với nhau thì họ có ý định nghiêm túc chứ không phải là dẫn chơi. Đúng rồi. Chị ví dụ cho tình cảm chị nề nếp đàng hoàng lắm em. Chị không có bậy bạ lăng nhăng đâu. Chị ở chỗ nào là ta đề cao chị là một người phụ nữ tốt rồi đó. Phường đồ nó hộp với lại cái đề cao chị rồi đem máy làm gương mấy cái bà phụ nữ lôi số mắt. Nó là kiểu nói họ là phải sống sao giống chị nó mới hay, đừng có làm khổ mọi người. Bà tám bà đồ rồi ăn rồi không bài bạc đủ thứ tùm lum, xã hội như nó không có tốt, làm ra người ta kêu một lòng hộp phụ nữ ta đem chị lên ta đề cao, không phải chị nói dốc đâu, chị đầu chúa nữa, đàng hoàng nề nếp lắm, gặp mà xào chị ghét lắm, mà nói là 1-1-2-2 à, chứ không có đi nói đàn làm ngã đâu. Thật tình trong chất chị không biết nói xạo, không biết nói móc nói khuya, chị không biết nói đâu, ai nói chị cứ tin rồi xong ta cười đặt ra ta nói chờ sao cái cô này cô khờ cái tờ nói gì cô cũng tin, nói tin đấy giỡn mấy người giỡn mà chị cũng tin thiệt, chị cứ tin này nói móc nói méo nói bấm nói gió chị không có rành đâu em ơi. Chị rồi, khi chị muốn đi thêm bước nữa như thế này, các con của chị có ủng hộ chị không? Không, nó hồi xưa thì nó sợ cả chồng người ta dụ dỗ rồi này nọ, bây giờ lớn tuổi nó cũng không ý kiến cho nó. Quen sao quen mà gặp người tốt rồi được rồi. Yeah. Ai thương chị, mấy con trai chị bên đó, ai thương chị thì nó quý người đó, nó không có phản ảnh gì hết á. Các con gái thì nó sợ gặp điếu gặp đồ làm chị khổ rồi nó nói thôi. Yeah. Nếu tốt thì cũng xong. Bây giờ ở bên đây lúc này chị rảnh như thế này thì chị có những sở thích làm công việc gì? Chị không biết làm gì trơn thì thấy nhà con cái thì ơn trích xong thì quyết mỗi sáng quyết lên cây rồi tưới giường rồi cho nó vòng đi vô đi ra rồi nghe nhạc bấm phone rồi chơi cho qua ngày tháng đỡ buồn thôi chứ giờ chị không biết làm gì hết á. Chị có sở thích tập thể dục không? Rồi trồng cây rồi không? Chị thích là thích thử cây sáng ngày ra thấy bầu bí rồi nó lớn rồi nhìn khói. Thích sân vườn cây cối rồi vậy đó. Chị thấy cái vườn chỗ em mua chị thích ghê lắm. Mà cái sở thích chị là rảnh là đi du lịch chơi cho biết chỗ này chỗ nọ, du lịch nghe nhạc, còn sở thích công việc gia đình thì cây cối đồ tứ rồi cho nó ra trái rồi nhìn cho nó đẹp con mắt. Chị đi nói giờ chị đi du lịch được những đâu rồi? Chị đi mà đi một
mục đích là đi là cũng như để cho có con nó dễ lãnh qua thôi. Ta nói kia coi hộ chiếu mình mà được mấy nước rồi là nó dễ, họ dễ lãnh qua thôi, chứ còn đi thật sự mà đi chơi thật sự là chưa có em ơi. Đi Singapore, Thái Lan đi đi cho có mà để lấy đi chơi mà vui thật sự, không có buồn hết, đâu có ai đâu mà đi không cảm giác vui khi ra ngoài đi mà đi chơi một mình có không? Chơi mình giống gì đâu, không giống ai, buồn lắm, mà ta có cặp cái đôi của mình cứ bơi vô đâu có nói chuyện được. Nói chuyện giữa ta ghen sao mình lạ quá nữa. Chịu thua luôn. Chị rồi chị coi video của em được nhiều chưa? Coi, chị coi theo dõi nhiều lắm, từ ngày cái ông đóng biểu đó rồi chị coi tới bây giờ cũng 2 tháng mấy à, gần 3 tháng. Chị theo dõi chị cũng thích lắm mà không biết làm sao, trời ơi. Gặp em chị khổ mà chị không biết làm sao trơn, xui đủ chuyện, điện thoại bể rớt rồi lên mạng không được nhiều lần, cứ gọi nhắn tin em hoài không thấy em trả lời nữa. Chị không biết cách nào đó, ai cũng nói ủa sao rồi, dễ lắm mà sao rồi chị làm không được. Nên sao làm hoài không được, gọi nhắn tin rồi cũng không thấy trả lời hết. Chị buồn, bữa nay được rồi chị mừng, mừng quá trời mừng hết lớn luôn. Chắc cũng có nhiều người như chị, ta không biết làm như chị đó, cũng có nhiều người thích mà ta không biết làm đấy em. Dạ em cũng nghĩ vậy, tại vì ở đây chị ở bên đây là còn đỡ, ở Việt Nam là còn không được nữa, nhưng mà cũng có nhiều người làm không được tại vì họ không có xài iPhone đó, họ không có không biết cách làm, không có liên lạc được, cũng nhiều người đó chị. Đây mấy chị Samsung, iPhone thì nó dễ hơn, Samsung là khó lắm. Rồi chiều cao của chị là bao nhiêu? Cao 1m55. Dạ, cân nặng bao nhiêu chị? Nặng thì 54. Hôm qua đi nó lên 5kg nữa em ơi, thành 59. Ăn ở xong không làm gì nó lên tới 5kg luôn. Dạ. Mập và mập hơn chị chứ cũng không mập hơn ai, biết không? Nó cũng gọn người thôi. Mà thời gian chị với ông xã chị chia tay cũng khá lâu, trong thời gian đó chị không có quen ai hả chị? Không, chị không quen ai trơn, cứ lo làm ăn nuôi con cho tâm nó khôn nó lớn, nhưng cho nó đỡ cái tâm thân mình, cứ chăm làm ăn không mà ham làm lắm, siêng lắm, làm mái thôi, làm từ 2-3 giờ sáng cũng làm, ngủ chút xíu à, ham làm kỳ gần 20 năm nay, giờ xong xuôi nhà cửa cho con hết rồi là nó coi mình không ra gì, nghĩ nó buồn cuộc đời, tối ngủ cũng nghĩ chảy nước mắt mắt buồn số phận. Đó là nếu mà chị lo cho con chị như vậy là con chị phải thương chị lắm chứ ha. Bởi người nó có cái số em ơi, không có vậy ra sao biết. Hồi chị buồn mới ly dị mấy năm ha, chị coi thầy người ta nói cái số chị là sau này cũng như cây đứng giữa đồng đó em. Bây giờ có quen người nào cũng lo cho họ thôi à, nói về cái chị buộc thì nán, chị không muốn quen ai hết à. Bây giờ con cái cũng không nhờ mà làm sao, người ta nói cây khô như đứng giữa đồng vậy đó. Thấy nhìn bề ngoài ra ngoài sang trọng lắm, ai cũng nói bà này chắc sướng lắm, giàu có sung sướng lắm, ai cũng nghĩ vậy, mà thực tế bên trong chị rất là đau, một mình biết thôi, biết không? Người nó có cái số cho chị thấy nhiều cái bà mẹ tàu lao ăn đánh bài tàu lao tàu đế mà con nó cũng cung phụng nó lo tơ bớt luôn em. Người nó có cái số hết á, biết sao biết kiếp trước mình có mắc nợ gì không mày giờ bị vậy biết. Con cái mình lo nó lo quá trời lo, nó cũng coi mình không ra gì đó, chẳng quan tâm gì tới mình hết trơn. Nhưng mà ở bên đây thì cũng con chị phải đi làm cũng hơi stress đó chị, phải lo lắm đủ thứ hết. Chị đang ở tiểu bang nào? Chị ở Cali em.
Cali rồi cái gì cũng đắt đỏ. Dạ, nói chung chung nó không muốn thấy chị trong nhà nữa. Vậy đó. Nhưng mà ngay mùa dịch này chị cũng đâu đi đâu được đâu. Bởi trong cái buộc này nè em, nó buồn bức xúc quá. Kiểu mình đi qua mua nhà cho nó khổ, chứ giờ tuổi này rồi không có nhà cửa, xấu hổ với bạn bè. Anh ăn nghĩ nó khóc lóc ha. Nói thảm thương, mình cũng cố gắng mình bán đất bán này bằng nợ hôm qua cho mình mua nhà cho nó khổ. Rồi nó nói nó mình ơi, mình đứng tên rồi cho nó đứng vô, xong rồi mình cách chết nó cũng hưởng cho ai. Nhưng bắt đầu nó nói mình mua cho nó theo ở kiến bị nhiều qua, thế nên nó đòi trương nó bà già muôn chi nữa, bà già sắp chết muôn chi nữa, nó đòi bây giờ nó mua trương đứng tên luôn. Rồi thôi kệ cha nó, nhưng mà bị nó đối đãi mình sao cho tử tế tí. Bây giờ nó coi mình không ra trong mà ra nào hết. Nó biết gì dịch gì không được kẹt, nó cần chơi chị tới đường cùng, nó bí luôn em. Bởi chị muốn quen một cái người nào đó, nếu mà họ thảnh thơi tốt cô đơn rồi đó, cả ở đơn chứ chị thấy nhiều ông kể trên mạng cho em, trên em chị cũng thích lắm. Dạ. Cũng mong có người vợ về ở hôn sống với nhau rồi cho nó vui. Chị mong có một người nhẹ có thể mình ở với họ, rồi thỉnh thoảng mình về Việt Nam thăm mình qua cũng được, biết không? Dạ. Mà chị rồi chị không mang bao nhiêu tiền quá? Sao em? Chị mang bao nhiêu tiền quá? Chị mang chị mua nhà nó trơn rồi. Mua trả ớt luôn còn, hả? Ừ, cho nó không? Cho nó một nửa cũng như 200 mấy triệu á, 200 mấy ngàn đô á. Nó mua đoạn đầu, sau này hai chồng nó làm nó hết. Chứ con chị đông đen sao lo hết cho nó được. Chị cho 220 ngàn đô hả? Trời, chị cũng giàu quá à. Thì bởi vậy buông hết là cho nó hy sinh cho nó. Nó làm neo mỗi nhà mỗi cảnh chứ sao ai cũng nói như em vậy đó. Buồn quá trời mà. Thì chị buồn con chứ không phải chị trẻ lắm. Chị trẻ trong hình chị để em coi mấy cuộn phim mà ta thấy chị trên mạng, ta làm nhạc ta tặng cho chị. Chị trẻ lắm, trẻ luôn, không ai không phải xuất lớp tuổi này. Mà giờ nó buồn quá, nó già nè. Hai năm nay thì buồn suy nghĩ nhiều quá. Già hai năm nay. Chị già hơn so với số tuổi của chị á. Phải không? Đúng rồi. Chị nghĩ là bây giờ chị cần một điều ước gì nhất? Thì cần gặp một người hợp ý tâm đầu để mình tâm sự gì giữa nhau tuổi già cho nó vui gì đó. Vì không còn một cái tình thương nào giữa mình hết. Cha mẹ mất sớm, chồng con cũng không có hạt tải. Vì cũng như bơ dơ vậy đó, mình muốn một cái mái ấm tình thương của người chồng sống tốt với mình, có tâm quan tâm một tí, đừng có gái hú cờ bạc đồ. Thì sợ cái bú rượu chè cờ bạc đồ, chắc mấy người đi già giờ tới giờ có tập tu hết rồi ha, bớt à. Rồi khi mà chị qua đây chị ở như thế, chị lại không có ở Mỹ, chị không có, chưa là tới tuổi hưu nữa rồi, tiền đâu chi phí ăn sinh hoạt hàng ngày cho chị? Không, cái đó là cũng cái chuyện đó là chị cũng nhắm chị sống được yên tâm, chị cũng cho thuê phòng ở Việt Nam á. Nếu mình kẹt thì mình nói con nó gửi mình qua cho biết tình tiêu, biết không? Là chị có phòng trọ ở Việt Nam cho thuê hả? Chị độc thân mà sao chị giỏi dữ vậy, chị vừa lo cho con chị, rồi mua nhà cho con chị, rồi chị còn vừa cho nhà cho thuê nữa. Hồi xưa chị làm công việc gì? Làm cái nhà đó chị đang ở luôn á, chị đã ở rồi, chị làm phòng cho thuê ở đó luôn á, không phải ở riêng. Mình để một cái từng lầu một á là hai mẹ con hai phòng với phòng khách, còn từng thứ ba trở lên á, tầng thứ hai trở lên á là cho thuê. Cho thuê 10 phòng. Wow, nhà chị rộng lắm hả? 10 phòng luôn. Bên 7 mét.
chiều sâu 15 mét. Rộng ha. Nhà hai mặt tiền không chị? Mặt tiền đường chứ em. Dạ. Mong có dịp em về Việt Nam gọi chị, mời em đến nhà chị chơi. Chị cũng quý em lắm. Cảm ơn chị. Giờ mùa dịch này không có về Việt Nam cũng khó quá. Chị rồi hồi xưa là cái nhà đó là hồi xưa là chị làm mở tiệm tóc ở dưới đó đó phải không? Cô trang điểm cô dâu ở dưới đó hả? Sao em? Hồi đó là chị mở tiệm tóc trang điểm cô dâu gì ở dưới đó luôn á, ở nhà chị luôn á hả? Chị mở, chị thay đổi nhiều lắm. Mở xong rồi con chị nó đi không ai phụ chị, chị nghĩ nghĩ chị buồn quá, chị hướng qua bên nhà đất làm cờ đồ chơi, giới thiệu đồ chơi chơi cái mình thấy nó thạp nó thích thích đi làm luôn mới có số tiền mà lo nhà lo cửa cho con á. Nhờ cái nhà đất chị mơ phương được nhà cửa cho con, chứ nếu không chắc nghèo chết luôn á. Ok chị, em rất là vui nói chuyện với chị hôm nay ha. Em hy vọng sau video này sẽ tìm cho chị một nửa yêu thương nha. Chị có lời nào chào khán giả không? Cảm ơn em nha. Chào ba chị ha. Rồi chị chào, chúc em được nhiều sức khỏe. Hy vọng rồi cũng chào các cộng đồng mạng cũng có mọi niềm vui với nhau. Chị cũng không biết nói gì nhiều hơn rồi. Tính chị cũng dở nói chuyện nữa. Làm ăn thì biết làm ăn, chứ còn nói chuyện tình cảm đời rồi chị ít biết nói lắm. Ok.